조금만 기다려, baby. Biểu lời chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Và trước khi chương trình được chính thức bắt đầu, sau đây xin mời quý vị thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng. Và mở đầu là một ca khúc thay lời muốn nói, muốn được dành tặng riêng cho chị Thu Hiền, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của công ty. Một ca khúc để rồi cùng đồng hành cùng chị với sự khó khăn vất vả như chị đã trải qua để làm được những gì mà hôm nay chị đã được mọi người ghi nhận. Một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến dành tặng riêng cho chị Thu Hiền và tặng cho tất cả quý vị với tựa đề Đời Doanh Nhân qua phần thể hiện của nam ca sĩ Công Hoàng. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Thuyền không lớn
Về tình yêu rất lãng mạn, rất ngọt ngào, rất tình cảm, một sáng tác của nhạc sĩ Lệ Giang, ca khúc Đất nước tình yêu qua phần thể hiện của Công Hoàng Phương Thảo. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Anh nắm tay em, một giấc giấc bay chỉ còn em.
Xin được chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Xin cảm ơn rằng sự hiện diện của tất cả quý vị quan khách có mặt trong buổi lễ khai trương ngày hôm nay là niềm vui, niềm vinh dự lớn cho chị Thu Hiền nói riêng và cho toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty nói chung. Và để đáp lại những tình cảm của quý vị quan khách thì những món quà âm nhạc là những món ăn tinh thần vô giá nhất để tất cả quý vị chúng ta cùng giải trí trong một khoảng thời gian đầu trước khi bước vào buổi lễ. Và ngay bây giờ sẽ là sự xuất hiện của vũ đoàn Lady qua vũ điệu Belly Dance. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Thank you.
bạn em ấy chỉ là quý vị gần với 20 năm kinh nghiệm, hơn 10 năm là một công ty riêng, một trong bốn cổ đông lớn sáng lập ra tổng công ty Galaxim, và đến năm 2006 thì chị Thu Hiền đã chính thức đứng ra và sáng lập nên công ty đầu tư và nhập khẩu Thu Hiền. Đến nay hơn 10 năm xây dựng trưởng thành, trải qua rất nhiều khó khăn gian nan và vất vả, cũng như gặp những giai đoạn khủng hoảng về kinh tế, nhưng với trí lực, với sự thông minh và xây dựng được một đội ngũ hệ thống cán bộ công nhân viên chuyên môn giỏi, nhiệt tình và kết nối được một số đối tác mạnh kể cả trong nước và nước ngoài, thì hiện nay hệ thống của công ty đã trải dài trên khắp cả nước với rất nhiều chi nhánh. Và ngày hôm nay đây, một chi nhánh mới nữa, một showroom mới, Blue Sky Shop lại được ra đời ngay trên mảnh đất Hà Tĩnh, quê hương của chị, một con người năng động hoạt bát và mang lại cho không chỉ người dân của Hà Tĩnh mà khắp mọi miền quê hương những sản phẩm tốt nhất được nhập khẩu từ Hàn Quốc, như là khăn, sợi tăm, sợi bông, các mặt hàng về sản phẩm, rồi những mặt hàng phục vụ trong các bữa ăn hàng ngày, như là các món ăn đặc sản của Hàn Quốc là rong biển, rồi các loại bột sữa và những sản phẩm khác rất nhiều, gần 100 sản phẩm. Thì hôm nay đây, sự hiện diện của tất cả quý vị quán khách trong buổi lễ khai trương showroom mới tại thị xã Kỳ Anh là niềm vui, niềm vinh dự lớn cho cá nhân chị Thu Hiền nói riêng và cho tập thể cán bộ công nhân viên công ty nói chung. Ngay bây giờ, để bắt đầu chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu chị Hoàng Thu Hiền. Xin lỗi, để bắt đầu chương trình, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị khách quý, quý vị đại biểu có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Trần Đình Quý, phóng viên báo Tài Chính. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Đồng, giám đốc truyền hình thành phố. Xin được trân trọng giới thiệu ông Bùi Duy Trúc, chánh văn phòng đoàn tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines. Xin được trân trọng giới thiệu chị Hoàng Nhị Hà, nữ hoàng nhanh dân sao. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Matsumoto, chủ tịch hội đồng quản trị Vietsun Japan Group, đại diện trường đại học quốc tế tuyển sinh viên du học tại Nhật, nguyên là giảng viên tại trường đại học kinh tế Nhật Bản, tên tiếng Việt là ông Trần Phương Hải. Chị Nguyễn Thị Nhung, phó giám đốc BNG Hà Tĩnh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Phân, chủ tịch xã Kỳ Tân. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Sơn, phó chủ tịch thường trực liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Hà Tĩnh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Ngô Chí Ngọ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Tĩnh. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Xuân Bảo đến từ đài truyền hình Hà Tĩnh. Xin được trân trọng giới thiệu bác Đào Xuân Nhật, chủ tịch hội khoa học kỹ thuật nông nghiệp Hà Tĩnh. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Lê Văn Nam, bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Và về phía đại diện của công ty, ban tổ chức chúng tôi còn giới thiệu sự hiện diện của bà Hoàng Thu Hiền, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Bùi Duy Trúc, phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty. Xin được trân trọng sự hiện diện của bà Trần Thị Kim Hoa, phó giám đốc chi nhánh Hà Nội. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Tăng Thị Hoa, giám đốc chi nhánh Hà Tĩnh, và một số nhân viên cán bộ công ty. Đề nghị tất cả chúng ta một tràng tay nhiệt liệt chúc mừng. Và để liên tục chương trình, xin trân trọng giới thiệu kính mời lên sân khấu bà Hoàng Thu Hiền, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của công ty đầu tư nhập khẩu, sẽ có bài phát biểu khai mạc. Mai vừa đi ra ngoài thì nói tiếng Sài Gòn chắc về quê tòa, chắc cho em xin phép nói tiếng Tây Nguyên.
Em xin phép được bổ sung thêm một số anh chị em quý trân trọng bên lãnh đạo của huyện kia anh đang đến đám dự. Anh Dũng, phó chủ tịch huyện kia anh đã tới đây với làng hoa tươi thắm. Và cảm ơn nhóm an ninh thanh tra công an phía Nam cũng vừa đến với sao là đại diện được đến trao tặng lời hoa làng hoa tươi thắm. Và bên đại diện của cả phòng giáo dục đào tạo của thị xã Kỳ Anh và các trường, đại diện các trường của trong thị xã Kỳ Anh cũng có mặt ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn các bổ sung một chút. Và lời đầu tiên cho Thu Hiền nói lời cảm ơn là thật sự lời khai trương bữa nay rất là lo lắng, trời mưa. Sợ trời mưa, nói đó, trời mưa mới có phát tài. Nhưng mà mong rằng là liên hoan thì khai trương xong thì mưa thoải mái. Chị mà mưa sớm cái rất cùng nhọt, nói quế cho là hơi nhọt. Nên trước tiên là tôi cảm ơn các trước tiên là kính thưa là lãnh đạo của tỉnh Hà Tĩnh, của huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, cũng như là các cơ quan báo đài, cũng như là đài truyền hình của thành phố Hà Tĩnh, cũng như là của huyện thị xã Kỳ Anh. Thu Hiền hôm nay hơi run. Thật sự là hơi rốn xúc động nên nói có gì là không được trôi chảy, có những nói là mong các vị quý quan khách bỏ qua. Và đi thật sự là Thu Hiền mở văn phòng đại diện chi nhánh showroom cũng rất là nhiều nơi, nhưng mà những cái nơi đó là mình phải nói là vì cuộc sống bốn ta xa quê hương mới là đi tìm con đường chính sống. Còn bây giờ ngày hôm nay mặc dù là mình chọn ở đây thành giờ Kỳ Anh, nơi mà quê mẹ quê bố thì ở Đức Thọ, nhưng mà quê đây là quê mẹ, thành ra đặt văn phòng tại có lý do tại sao mọi người nói là sao về mở chi nhánh Hà Tĩnh mà không đặt ngay thành phố Hà Tĩnh. Nhưng mà đấy là quê mẹ là một, với là cũng có ba con họ hàng anh chị em đi cầu mở hỗ trợ rất nhiều để tạo điều kiện là khó vải văn phòng tất cả các cái ở tại thị xã Kỳ Anh. Để được thành công một buổi lễ khai trương ngày hôm nay là không thể thiếu được sự hỗ trợ của ba con anh chị em dì dượng cô chú trong đại gia đình nhá. Rồi Thu Hiền cùng giữ là cảm ơn tất cả những nhân viên đã đồng lòng cùng công ty từ Bắc chí Nam, từ chi nhánh Hà Sài Gòn, Hà Nội và bây giờ là chi nhánh Hà Tĩnh. Mong rằng đây là chi nhánh thôi, là nơi văn phòng đặt giao dịch thôi, còn tất cả các hàng hóa sẽ tỏa đi tất cả các tỉnh như là Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng và Nghệ An và ngay trong thành phố Hà Tĩnh mình luôn là sẽ tỏa đi các quận huyện, các nơi rất là sẽ rộng rãi. Đặc biệt trước đây là công ty Thu Hiền cũng đã đưa hàng hóa về nhưng mà không có văn phòng đại diện, mà thông qua một số đối tác lớn như là Vingroup, Copmark, Big C, Eon hoặc là siêu thị lớn trên toàn quốc, ví dụ như là mặc dù không có công ty đấy nhưng mà hàng hóa công ty Thu Hiền vẫn bán trong các quầy kệ tự chọn của siêu thị Vinmart Kỳ Anh ngay hôm nay đây và thành phố Vinmart Hà Tĩnh, rồi Copmark Hà Tĩnh của Big C Nghệ An, thành phố Nghệ An Vinmart, tất cả nơi nào có các siêu thị, các shop là đều có hàng hóa công ty Thu Hiền tỏa đi khắp, kể cả trên miền cao Tây Nguyên là vùng đồng bằng, là vùng biển đảo và biển đảo đều có cả. Nhưng mà ngày hôm nay thật sự nói một lần nữa là Thu Hiền rất là sung sướng và hạnh phúc. Đi trước đây là bốn ba tìm đường mới mở các chi nhánh, còn ngày nay là khi đã có điều kiện rồi, có đủ năng lực, bắt đầu mình mới về xây dựng một cái chi nhánh tại quê hương nơi sinh ra lên và sau đó mới bốn ba vô trong Sài Gòn lập nghiệp đó. Thì đây là một lần nữa Thu Hiền xin chân thành cảm ơn, đặc biệt là cảm ơn mặc dù không có anh ở đây nhưng anh đã đi sớm, là sáng nay 8 giờ sáng là có anh Sơn chỉ huy trưởng quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp tới mang làng hoa tới để chúc mừng công ty, rồi sau đó anh ra Hà Tĩnh họp và lại từ lãnh đạo các cơ quan ban ngành cũng tới chúc mừng. Là trong quá trình khai trương thì tất nhiên sẽ không tránh khỏi những cái điều thiếu sót, rồi có những quán khách mà chưa kịp giới thiệu thì cũng mong các quý vị quan khách bà con cô bác bỏ qua cho Thu Hiền và cùng hợp tác với Thu Hiền trong tất cả mọi lĩnh vực. Thì dù ở tỉnh Hà Tĩnh mình, các đơn vị, các bán ngành có những mặt hàng chủ lực muốn hợp tác với Thu Hiền để phát triển ra
toàn quốc cũng như là thành của nước ngoài để xuất đi khẩu nước ngoài. Ở đây là nhờ bên sự kiện làm dừng cái tên là công ty đầu tư và xuất nhập khẩu Thu Yên, nhưng mà lại viết sai cái chữ này là chữ V này, là có chữ X là xuất luôn. Vừa xuất vừa nhập nó mới gọi là có cân bằng trạng thái, có nhập vẫn có xuất là nguy hiểm. Nên ra là Thu Yên sẽ là tin những cái sản phẩm đặc sản của quê hương, giống như tính nghề rồi là nông sản, những đơn vị mà làm chất lượng tốt sẽ hợp tác tỏa đi cả hệ thống siêu thị trên toàn quốc cũng như là thị trường quốc tế. Đó là rất mong hợp tác được với các đại diện các cơ quan, công ty và các đại lý ở địa phương cũng như các quận thị xã cũng như là trong các huyện khác, là rất mong nhận được sự hợp tác. Xin chân thành cảm ơn ạ. Để tiếp nối để nắm rõ sơ về một số sản phẩm công ty thì nay xin mời cô Phan Hiền là giám đốc chi nhánh Hà Nội, đã theo Thu Hiền hơn 10 năm nay rồi, là từ một cô bé sinh viên đào tạo rồi quản lý chi nhánh Hà Nội, rồi từ kế toán quản lý kinh doanh, rồi bây giờ là điều hành cả cái hệ thống chi nhánh Hà Nội, quản lý trên 3.000 hệ thống siêu thị tại miền Bắc. Thì mời cô Hiền lên giới thiệu sơ một cái số mặt hàng chủ lực của công ty. Thưa các vị quan khách, em là Phan Thu Hiền, hiện nay đang điều hành chi nhánh Hà Nội cho công ty xuất nhập khẩu Thu Hiền ạ. Lời đầu tiên thì cho em gửi tới các vị quan khách một lời chào trân trọng và một lời chúc sức khỏe nhất ạ. Vâng, như lời giới thiệu của MC thì công ty Thu Hiền đã thành lập từ năm 2006 ạ. Và đến năm 2010 thì công ty Thu Hiền là mở thêm chi nhánh ở Hà Nội và sau đó là phát triển thêm chi nhánh ở Bình Dương. Và đây là cũng là thời điểm quan trọng nhất để công ty Thu Hiền mở chi nhánh tại tỉnh huyện Kỳ Anh và thành phố Hà Tĩnh ạ. Để cung cấp tất cả hàng hóa của công ty đi phủ khắp tất cả các miền Bắc, Trung, Nam. Như công ty Thu Hiền có tất cả những dòng sản phẩm như nhập ở Hàn Quốc, Singapore và một số sản phẩm như là của Bỉ và sản xuất tại Việt Nam cũng có. Và hiện nay thì công ty Thu Hiền phát triển rất là mạnh về dòng sản phẩm như là các loại rong biển để chúng ta ăn liền với cơm và trộn cơm và cuộn cơm trực tiếp, là chúng ta không phải pha chế các sản phẩm đấy nữa, nhưng mà các sản phẩm đấy rất là tiện và bổ ích cho sức khỏe của chúng ta. Và tiếp theo thì công ty Thu Hiền có các loại bột thạch, nhà bột thạch dâu câu thì chúng ta có thể là pha chế nấu ta ăn tại nhà luôn và rất là sạch sẽ. Các bố mẹ có thể là nấu cho các con và gia đình ăn trong các bữa ăn cũng như là giải nhiệt đến mùa hè và đến mùa đông thì chúng ta gắp làm các loại bánh ạ. Và đặc biệt là đến thời điểm hôm nay thì công ty Thu Hiền có thêm mặt hàng khăn ạ. Mặt hàng khăn thì có rất nhiều các loại khăn để các loại khăn từ các khăn mặt và khăn tắm và các loại là khăn lau tay. Thì là tí nữa vào khai trương xong thì chúng mời quý quan khách có thể vào trong showroom để chúng ta tìm hiểu thêm các sản phẩm. Và tiếp theo thì công ty Thu Hiền đang hợp tác với một sản phẩm là cực kỳ quan trọng và đến bảo vệ sức khỏe chúng ta, là khi ở ngoài thị trường là các loại hoa quả của chúng ta rất là không biết là nguồn gốc như thế nào, thì chúng ta có các loại bột để rửa hoa quả để chúng ta có thể là làm sạch hoa quả và các cái chất độc ở trong hoa quả để bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Thì hôm nay thì công ty Thu Hiền rất là cảm ơn các vị quan khách đã có chút thời gian đến đây để tham dự lễ khai trương showroom của tại chi nhánh Hà Tĩnh ạ. Một lần nữa cho em gửi lời cảm ơn tất cả tới vị quan khách. Cảm ơn lời phát biểu khai mạc của chị Hoàng Thu Hiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty, và lời chia sẻ của chị Phan Thu Hiền, Giám đốc chi nhánh Hà Nội. Kính thưa quý vị khách quý, quý vị đại biểu, về tham dự chương trình buổi lễ khai trương của công ty đầu tư và xuất nhập khẩu Thu Hiền buổi sáng ngày hôm nay, showroom Blue Sky tại Hà Tĩnh, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Nguyễn Hương Sung, Thị ủy viên trưởng phòng giáo dục và đào tạo thị xã Kỳ Anh. Cùng quý thầy cô giáo và cán bộ quản lý các trường trung học cơ sở Kỳ Thịnh, trung học cơ sở và tiểu học Kỳ Hoa, tiểu học Kỳ Trinh, tiểu học Kỳ Hưng và trường mầm non Kỳ Lợi, đề nghị tất cả quý vị một lần nữa một tráng tay nhiệt liệt chúc mừng.
Và về đại diện của công ty ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của chị Phan Thu Hằng, Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Đầu tư xuất nhập khẩu Thu Hiền. Và để liên tục cho chương trình buổi lễ khai trương ngày hôm nay, đại diện cho quý vị đại biểu cũng là một cán bộ tại địa phương. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu kính mời lên sân khấu ông Lê Văn Phân, Chủ tịch xã Kỳ Tân sẽ có đôi lời phát biểu trong buổi lễ này. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các đồng chí đại diện cho công ty, kính thưa đồng chí Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, kính thưa quý vị đại biểu, sáng hôm nay là vui mừng được về dự lễ khai trương của công ty xuất nhập khẩu Thu Hiền. Nói đến công ty xuất nhập khẩu là nó lớn, chi nhánh trải khắp các miền. Còn nói đến Thu Hiền là một người con của quê hương, ra đi bươn trải buôn ba hải ngoại làm ăn, nhưng mà đến thời này vẫn nghĩ về quê hương, nơi chôn rau cắt rốn xây dựng nên một cái thương hiệu để đại diện cho công ty đóng trên địa bàn thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Tân. Với cái niềm vui mừng này đối với địa phương cũng như con em của quê hương đã về địa phương, sáng hôm nay chúng tôi rất là phấn khởi được các đồng chí đại diện trong công ty chứng giám, và nhất là bà con và quý vị đại biểu để chứng giám cái lễ khai trương cái sản phẩm này. Về cái kinh doanh thì chúng tôi cũng am hiểu nhiều, nhưng mà với một cái địa bàn của huyện Kỳ Anh nay tách ra thị xã Kỳ Anh, chúng tôi là giáp danh dưới thị xã Kỳ Anh. Đây là một cái điểm ngã tư của huyện Kỳ Anh và giáp danh với thị xã Kỳ Anh. Khách đi lại về đền Bích Châu rồi buôn bán đi lại ở đây rất nhiều. Đối với công ty đã nghỉ và đạt được cái chi nhánh ở đây thì đối với địa phương chúng tôi cũng có tinh thần trách nhiệm cao, tạo điều kiện để cho công ty trong quá trình kinh doanh, những vấn đề về an ninh trật tự, những vấn đề liên quan đối tác và hợp tác giữa chính quyền của thôn xóm và xã, chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho công ty thuận lợi để công ty đủ điều kiện để kinh doanh. Vấn đề thứ hai, trong vấn đề kinh doanh cũng mong muốn khi đặt chân đến địa bàn xã Kỳ Tân chúng tôi để kinh doanh thì làm thế nào đó những cái sản phẩm mà công ty đưa về là rất thị yếu đối với là người dân Kỳ Anh và quán khách đi lại, để khi về Bích Châu, kể đền Bích Châu và thắp hương đền Bích Châu qua đây có thể mua được sản phẩm của Hoàn Cốc mà công ty đã đặt tên ngay ngã tư Bích Châu. Một lần nữa thay mặt địa phương xin chúc công ty dồi dào sức khỏe, gặt hái được nhiều trong vấn đề kinh doanh, đưa sản phẩm của công ty càng ngày càng được thị yếu trên thị trường, đáp ứng với yêu cầu nguyện vọng thị yếu của nhân dân. Một lần nữa xin chúc sức khỏe quý vị đại biểu, chúc công ty ngày ăn ngày làm càng phát triển để đưa các cái sản phẩm về các vùng miền mà hiện nay đất nước đang cần. Một lần nữa xin cảm ơn và chúc sức khỏe. Nữ hoàng danh nhân Hoàng Nhị Hà sẽ phối hợp triển khai và kết hợp với một nhà máy bên Nhật Bản, là xuất xứ như này là nhà máy Nhật Bản, là trước đây có nổ nhà máy hạt nhân nên có chất phóng xạ nó loan tỏa ra cả cái sản phẩm hoa màu cũng như trái cây thực phẩm của thực phẩm đó, nên chính phủ Nhật sẽ có một chỉ đạo cho một cái trường đại học nghiên cứu ra cái chất để làm như thế nào đưa ra sản xuất để đầy bắt được những cái chất phóng xạ cũng như chất nhiễm vô cho người dân đó. Và bây giờ Nhật đã xử lý xong rồi vì tính là ngưng sản xuất đó thì bên đại diện Thu Yên phối hợp với một công ty của Nhật, nay mời công ty đại diện của Nhật sẽ lên có và đôi lời chia sẻ về sắp tới sản phẩm đó sẽ như thế nào và chi tiết như thế nào. Mời anh Quang Hải, đại diện của phía đối tác Nhật, lên chia sẻ với quý vị bà con. Và đây là một sản phẩm mà tất cả các đại lý có thể hợp tác với tòa khắp mọi miền, sản phẩm để chỉ còn giá tương đối là rẻ nhưng mà có thể là để thải tất cả độc tố trong các sản phẩm. Thật ra tiếng Việt của mình thì cũng không giỏi lắm, nhưng mà vài câu chào hỏi và để nói với mọi người đó là lời chúc bình an và sức khỏe tốt lành nhất. Em hiện nay thì có một cái tên khác gọi là tên Matsumoto,
đấy là một người Việt, gốc Việt, mang quốc tịch Nhật. Và lý do tiếng Việt em không giỏi là em rời Việt Nam năm 8 tuổi. Và trong thời gian trưởng thành và sống ở Tokyo, thì em trước đây là một giảng viên của trường Đại học Kinh tế. Và hiện tại bị mất dạy rồi, không đi dạy nữa. Em qua kinh doanh và nhờ một mối quan hệ là quen biết với các trường đại học. Trong thời gian năm 2011, ở Nhật phía Đông Bắc có sự động đất và cơn sóng thần, nó đã phá hủy đi nhà máy điện hạt nhân. Và cái sự mà điện hạt nhân làm ô nhiễm môi trường, đó là rau củ ngũ quả ở các nơi là bị ngộ độc rất nặng. Cho nên là Nhật đã yêu cầu nhà trường của chúng tôi tìm một công thức và sản xuất ra một cái loại là chất cổ đại san hô, đó là thành phần chính và hoàn toàn 100% thiên nhiên, để loại bỏ cái sự nhiễm độc này. Mình cảm thấy là hối tiếc, nhất là ở khối Đông Á của mình, nhất là Việt Nam, Lào, Thảo, Campuchia. Còn về trong cái chuyện mà rau củ ngũ quả nhiễm độc rất cao, cho nên mình đã yêu cầu cái công ty và nhà máy sản xuất này nhường quyền lại cho và hợp tác với Việt Nam, nhất là công ty xuất nhập khẩu Thu Hiền. Và mình muốn nhờ qua tay của chị Thu Hiền và như nữ doanh nhân của Nhị Hà Cali Spa Sài Gòn, nhờ hai đối tác này sẽ đưa và phát triển rộng đến tất cả các tay mọi người, mọi người dân trong nước, để loại bỏ cái nhiễm khuẩn nhiễm độc của rau củ ngũ quả. Và xin chào, cảm ơn ạ. Đây, hôm nay trước tiên là công ty chưa về hàng, nhưng mà đây nhờ anh Khải có mang về sách tay cho quê hương bà con một ít thì để cùng ở trong, nhưng mà có thể hộp to này không, là thì chia nhỏ ra. Thì tối qua phải yêu cầu đội ngũ chị nhân viên đi ảnh chia nhỏ ra các bao để về phục vụ. Thì cái sản phẩm này, đây là tương lai cái màu mà bao bì sản phẩm sẽ như thế này, là công ty sẽ tỏa đi toàn quốc cái sản phẩm này để phục vụ cho bà con quê ta rồi tất cả những các tỉnh khác và toàn quốc. Thì hy vọng rằng là bà con biết được cái sản phẩm này để ủng hộ, cũng như là để bảo vệ sức khỏe chính con em mình. Mà mình có khỏe thì mình mới làm, mình cày được, có mân được, mới kiếm ra tiền được. Thì những sản phẩm của công ty phục vụ là mong là sản phẩm uy tín, an toàn, gửi tới người tiêu dùng. Xin chân thành cảm ơn ạ. Đồ có ông Matsumoto, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Việt San Japan Group, đại diện cho Trường Đại học Quốc tế tuyển sinh viên du học tại Nhật. Cảm ơn bà Hoàng Thu Hiền. Và ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu, kính mời lên sân khấu các vị khách quý, quý vị đại biểu tham gia buổi lễ cắt băng cho buổi lễ khai trương ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông chị Hoàng Thu Hiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Ông Bùi Duy Trúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Ông Lê Văn Phân, Chủ tịch xã Kỳ Tân. Trên trân trọng giới thiệu chị Hoàng Nhị Hà, nữ hoàng doanh nhân. Và xin được trân trọng giới thiệu ông Matsumoto Trần Quốc Khải. Vâng, và ngay bây giờ ban tổ chức cho chúng tôi xin được đếm ngược thời gian và quý vị sẽ thực hiện nghi thức cắt băng cảnh cho buổi lễ khai trương chi nhánh công ty đầu tư và xuất nhập khẩu Thu Hiền Shop, showroom Blue Sky Shop của sáng ngày hôm nay. Vâng ạ, đếm ngược thời gian ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Xin tất cả quý vị một tráng tay chúc mừng thân đồng nhiên cho buổi lễ khai trương thành công rực rỡ. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị khách quý, quý vị đại biểu đã tham dự cắt băng cho buổi lễ khai trương. Cảm ơn quý vị khách quý đã dành tặng cho chương trình những tràng pháo tay chúc mừng thật đồng nhiệt, và chúc cho công ty đầu tư và xuất khẩu nhập khẩu Thu Hiền ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa và mở ra được nhiều chi nhánh hơn nữa trên địa bàn cho toàn quốc cũng như nước ngoài, để mang đến cho bà con những sản phẩm chất lượng hàng đầu. Xin chân thành cảm ơn. Đã là sân khấu đại diện cho công ty, có đôi lời cảm ơn tới sự có mặt của tất cả quý vị quan khách trong buổi lễ khai trương sáng ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Lãnh đạo tỉnh Tây Anh, thị xã Tây Anh, kính thưa các vị quan khách. Hôm nay công ty xuất nhập khẩu Thu Hiền chính thức đặt chi nhánh tại huyện Tây Anh, Hà Tĩnh. Đây là một dòng sản phẩm
có thể nói là hiện nay đã có bán trên thị trường tỉnh nhà, nhưng để chính thức có một nơi phân phối các loại hàng có chất lượng cao và bảo đảm đủ các loại hàng để cung ứng thì chi nhánh tại Hà Tĩnh ra đời. Đây là đánh dấu một sự bước ngoặt, như chị Thu Hiên, Chủ tịch Tổng Giám đốc đã nói. Đây là mang một dòng sản phẩm an toàn, chất lượng về để phục vụ cho nhân dân huyện nhà, nơi chị Thu Hiên sinh ra, chôn nhau cắt rốn tại đây. Và hiện nay, cùng chính từ mảnh đất này, chị Thu Hiên đã vào thành phố Hồ Chí Minh cùng với gia đình và cùng đã bôn ba rất vất vả để có được ngày hôm nay. Và sau khi đã có được những thứ mình cần thì mình lại rất nhớ về quê hương và cũng mong bà con ủng hộ để cho chị Thu Hiên một lần nữa là đưa các sản phẩm chính thống xuất nhập khẩu về với bà con chất lượng an toàn và bảo đảm, như vậy là nguồn hàng luôn luôn dồi dào để phục vụ các bà con. Một lần nữa xin thay mặt công ty trân trọng cảm ơn các vị khách quý, các bà con cô bác đã bớt chút thời gian để đến tham dự cái buổi lễ hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Rất ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của ông Bùi Duy Trúc đại diện cho công ty. Kính thưa toàn thể quý vị, và ngay bây giờ ban tổ chức chúng tôi xin được chính thức tuyên bố buổi lễ khai trương đã được bắt đầu đi vào hoạt động và cũng khép lại phần 1 cho buổi lễ khai trương buổi sáng ngày hôm nay. Xin được chân thành cảm ơn tất cả quý vị khách quý, quý vị đại biểu, cơ quan báo đài đã đến tham dự và đưa tin, và chúng ta sẽ tạm khép lại phần 1 tại đây. Và ngay phần 2 sẽ là một bữa tiệc thật long trọng, và bên công ty kính mời tất cả quý vị tham dự buổi lễ này cùng thưởng thức và giao lưu chương trình văn nghệ chúc mừng cho sự thành công của buổi lễ khai trương. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị, trân trọng. Các bảo môn thương xã hội thì rất vinh dự rằng là hôm nay về ở tại cái hướng tôi cùng chuyên bó thông qua những ngò và thông qua những quý tôi cũng biết ra câu chuyện này. Và thứ hai là tôi mừng rất cảm động chúng ta. Ngay Thu Hiên ở đây, Thu Hiên hôm nay tôi gặp mặt lúc ở trên bàn, tôi với Thu Hiên gặp nhau rất nhiều, và Thu Hiên hôm nay lại trở về với hướng mẹ, tức là sẽ làm tất cả những gì mà Thu Hiên những năm tháng thì sức về cả đời sức trăn trở, hôm nay trở về với mẹ để đóng góp một phần nhỏ hay đó là sức lực và công hiến của Thu Hiên. Xin thưa rằng là về trước tiên là xin thay mặt cho cá nhân và báo tài nguyên và xã hội xin gửi lời Thu Hiên và tổng công ty là luôn luôn ngày càng phát triển và đưa những cái tốt đẹp nhất về chuyển môi trường của xã hội, và đặc biệt ở đây thì anh là ở đây là Việt Nam cùng tôi cùng đồng hương quê hương đây, tôi hiện nay là khu vực đảo khu vực Bắc Bình Trung và đồng hương là Tây Nguyên, thì cả đang cùng không có dơn. Chúc tất cả ở đây mọi người hoàn toàn ngon miệng, và thứ hai là chúc Thu Hiên và chúc tổng công ty Thu Hiên mãi mãi phát triển. Xin cảm ơn. Mà nhà báo mua để như vậy là sử dụng trong xe hơn. Cái sản phẩm này thì chúng ta có thể sử dụng nhất không? Cho nước suối, đừng cho nước máy, bởi nước máy là có phèn, nước suối là tinh độc vào đây. Xong ta đóng nắp lại. Cho 3 giọt tinh dầu. Cái lò này chúng ta có thể xài được 2 năm, nhưng giá nó chỉ rất rẻ, 370.000. Và cái này chúng ta có thể dùng để cai thuốc lá, bởi vì ta cắm vào cái lỗ thuốc lá môi trường của xe hơi bằng cách phun sương đưa ra những, đây là tinh dầu chứ không phải nước hoa, tinh dầu 100% thiên nhiên. Và cái tinh dầu này
nguyên liệu của pháp chính cống. Mà pháp ngày xưa đã đô hộ chúng ta đuổi rồi, bây giờ chúng ta mời nó lại để nó sản xuất cho chúng ta tinh dầu. Đấy là cái thứ hai. Cho một tràng pháo tay như vậy là nhà báo môi trường thì rất biết lợi dụng. Oh,
tại chương trình hát mừng cho sự thành công của buổi lễ khai trương công ty đầu tư và xuất nhập khẩu Thu Yên showroom Blue Sky tại thị xã Kỳ Anh buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa cho phép Phương Thảo được thay mặt cho ban lãnh đạo của công ty chân thành cảm ơn tất cả quý vị khách quý, quý vị đại biểu và con cô bác đã bất chấp thời gian vàng ngọc để về đây tham dự buổi lễ khai trương. Cảm ơn các cơ quan báo đài đến tham dự đưa tin. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Chúc tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc cho công ty đầu tư và xuất nhập khẩu Thu Yên ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa và mở nhiều chi nhánh hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn.